như lễ chào quốc kỳ bắt đầu. Vì tương lai quốc dân cùng sớm phá vỡ đây, làm sao cho núi sông từ nay luôn vững bền, dù cho thầy phơi trên gương giáo thủ nước đây mau đào đất bao nói ra. Màu huyền thần dưới cờ công dân đời, họ làm cho khói vượt qua trời tàn pha vẻ vang, nói dân xứng danh nghìn năm dân long hào. Trưởng anh chị em, hôm nay văn phòng liên lạc rất hân hạnh đón tiếp tất cả các niên trưởng và anh chị em từ có nhiều niên trưởng anh chị em phương xa cũng đã tới chung vui với lại chúng ta, và cũng có nhiều hội đoàn đoàn thể cũng đã tới đáp lời của văn phòng liên lạc kêu gọi để mà cùng chung chung vui với nhau trong cái buổi cơm hội ngộ ngày hôm nay. Cũng xin mời tất cả quý nhân trưởng ban chị em dùng cơm cho trong phòng. Cảm ơn. Xuân đã về, xuân vẫn mơ màng, trong ngàn năm vàng, có chương trình kéo vàng. Xuân đã về, xuân vẫn huy hoàng, trong gió ngàn đón. Đến đây thì tôi xin giới thiệu tất cả các hội đoàn và đoàn thể hiện diện trong buổi cơm hội ngộ ngày hôm nay với chúng ta. Hội đoàn thứ nhất là Cộng đồng Người Việt Quốc gia Tự do Tại Pháp với sự chủ tọa của bác sĩ Phan Khắc Tường. Hội thứ hai là Hội Gia Long Âu Châu với sự đại diện của cô Thiên Nga. Hội thứ ba, Hội Văn hóa Người Việt Tự do do ông Đinh Lâm Thành. Hội thứ tư, Hội Hải quân Hàng hải do ông Đặng Phú Lợi. Không biết ông Đặng Phú Lợi. Hội thứ năm là Cơ sở Việt Tân ở Pháp Quốc với sự đại diện của anh Trần Nhân Định. Hội thứ sáu, Liên hiệp Người Việt Tự do Vương quốc Bỉ có anh Hồ, anh Tân. Hội thứ bảy là Hội UVE, là Union de Việt Nam Nha Đại biểu Quốc gia. Xin tạm dịch ra tiếng Việt là Liên hiệp Người Việt Cộng hòa. Hội thứ tám là Hội Thanh thiếu niên Paris với sự đại diện cho anh Lai Xuân Dũng. Hội thứ chín, Tân Đại Việt, anh Trọng Quý Phong cũng lặn lội từ bên Mỹ qua đây. Hội thứ 10 là Liên minh Dân Chủ do anh chị Nguyễn Quốc Nam.
hội thứ 11 Đại Việt Cách Mạng Đảng với sự đại diện của anh Bắc Ninh, và hội thứ 12 là cũng ở tại Pháp Quốc thôi mà thôi, hội Ái Hữu Việt Nam vùng Sen Con Ta với sự đại diện của anh chị Mai Quốc Tuấn. Anh Bắc Ninh nhắc tôi là có thí sĩ Đô Bình với đại diện cho câu lạc bộ văn hóa, có nhóm truyền hình Việt Nam Cộng Hòa với sự hiện diện của người đang quay phim đây là Nguyễn Văn Tông. Thường thường chúng ta được coi trên YouTube những cái đoạn phim của anh với ký tên là TV Paris 7, Paris 13. Donc si aujourd'hui vous souhaitez vous investir en politique, vous êtes les bienvenus, vous pouvez adhérer à notre association. Voilà, merci beaucoup et puis bon appétit à tous. Xin kính chào quý vị đại diện các tổ chức, các đoàn thể. Xin kính chào các bác, các anh chị và các bạn. Tôi là Trần Nhân Định, đại diện Việt Tân tại Pháp. Thì cơ sở Việt Tân tên chính thức là Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng, gọi tắt là Việt Tân. Thì chắc không cần phải dài dòng mất thời giờ của quý bác, quý anh chị hết. Thì đảng Việt Tân thì quý bác, quý anh chị muốn tìm hiểu thì có thể lên cái site web của viettan.org hoặc là đi gặp những anh em đại diện Việt Tân để tìm hiểu. Xin cảm ơn quý bác, quý anh chị. Để xin giới thiệu với quý vị Hội Văn hóa Người Việt Tự Do. Vậy để tránh bớt có một vài người cứ lầm rằng là chúng tôi là Hội Văn hóa Hải Ngoại, xin thưa không phải, mà chúng tôi là Hội Văn hóa Người Việt Tự Do. Tại sao chúng tôi có hai chữ tự do? Là chúng tôi, chủ trương của chúng tôi là chúng tôi chống cộng. Do đó chúng tôi lấy cái chữ tự do để phân biệt rõ ràng với các cái hội văn hóa khác. Hội văn hóa của chúng tôi thành lập ở tại Paris này cách đây 5 năm. Xin trình bày là hội viên rất đông, nhưng ở tại Việt Nam và tại Mỹ. Hôm nay chúng ta đến đây cũng là chia vui trong một cái ngày lễ mà truyền thống của dân tộc Việt chúng ta. Và chúng tôi đây là Liên Hiệp Người Việt Tự Do tại Vương quốc Bỉ. Và trong những cái từ ngày mà chúng tôi ra mắt đến bây giờ thì hình như chúng tôi di chuyển, mà tôi có thống kê lại đó thì khoảng mười mấy lần. Thì chúng tôi sang đây đó rất ưu ái, chúng tôi dành cho hình như 9 lần trả bệnh pháp. Dạ, đến đây quý vị có thể vỗ tay được rồi. Thưa quý vị, nếu mà nói sơ qua về một tí về tình hình chính trị trong nội địa thì quý vị sẽ thấy có những cái nhúc nhích, những cái rục rịch. Mà chúng tôi thấy sở dĩ có thành hình như thế thì cũng tại quý vị đã kiên nhẫn ngồi bên nhau như thế này. Thưa quý vị, tiếp sức cho một cái tinh thần vô ý, tiếp xúc cho một cái sự hứa hẹn hay một sự tin tưởng. Và thưa quý vị, cái đó là cái phúc quý vị à. Do đó bên chúng ta tiếp tục ngồi bên nhau như thế và chia sẻ những điều tâm niệm bên nhau và tin tưởng vào tương lai. Hoặc tương lai cái đó có thể là Union de Vietnamia République, tức là cái thế hệ trẻ đã tiếp nối chúng tôi. Chúng tôi thấy ấm lòng vô cùng và chúng tôi không thấy hụt hơi. Thứ nhất là anh Trúc Hầu sẽ tung ra một cái chiến dịch để tìm ngân sách yểm trợ cho những người tù ở trong nước. Bởi vì chúng ta có làm, những tổ chức có làm, nhưng cái sự kết hợp để làm chung với nhau cho đến ngày hôm nay chúng ta chưa đạt được mục tiêu. Thì chúng ta hy vọng rằng với cái phương tiện của anh Trúc Hồ, chúng ta sẽ đạt tới cái mục tiêu đó. Quý vị cũng biết là trong mấy ngày qua có anh Huỳnh Ngọc Trên đã nhận được giải thưởng dân mạng tại Paris, và cái sự đóng góp của anh chị em trong số 5 người được tuyển chọn cuối cùng là người Việt Nam của chúng ta được. Và anh Trên hiện có mặt tại Âu Châu này. Rất tiếc là có một số ý kiến anh em muốn mời anh Trên đến đây để gặp cộng đồng chúng ta vì cuối tuần rất là ít, nhưng mà vì anh Trên đã nhận lời đi sang bên Bỉ và sau đó phải đến Strasbourg cho nên là anh không có mặt ngày hôm nay. Nhưng mà anh có gửi đến chúng tôi là nhắn nhủ rằng anh hy vọng gặp cộng đồng của chúng ta do cái sáng kiến của nhóm thân thủ của anh
sẽ tổ chức ngày Chủ nhật 24 tháng 3 2013, tức ngày Chủ nhật tuần tới, và lúc từ 12 giờ rưỡi đến 16 giờ tại chùa Khánh An. Chưa bao giờ buồn thế, trời mùa đông ai suốt đời làm chiến. Năm 2013 của chúng ta sẽ đánh dấu kỷ niệm 40 năm ký cái hiệp ước Hiệp định Paris. Với tính cách là văn phòng liên lạc, tôi có tới giao thiệp với lại luật sư Lê Trọng Khoát. Thì luật sư Lê Trọng Khoát đã chấp nhận để mà làm một cái buổi gọi tạm gọi là cái hội luận đi. Với tính cách văn phòng liên lạc thì văn phòng liên lạc cũng như quý vị đã biết rồi thì là không có, tôi tạm gọi là không có đủ cái tư cách đứng ra để mà đảm nhiệm một cái chương trình như vậy. Vì vậy cho nên tôi mời tất cả quý vị ở đây đại diện hội đoàn, đoàn thể tham gia với lại văn phòng liên lạc với tính cách là trong ban tổ chức để mà tổ chức cái buổi hội luận, tạm gọi gọi luận là tôi xin đưa ra cái chủ đề luôn là đây chỉ là dự thảo thôi nha. Cái hội luận đó gọi là buổi hội luận về Hiệp định Paris và cái quyền tự quyết dân tộc. Sẵn dịp cái phi hợp buổi hội ngộ ngày hôm nay, tôi xin mời quý vị nếu được đại diện hội đoàn, đoàn thể tham gia, cùng nhau tham gia để mà đứng ra tổ chức cái buổi hội luận đó. Thì với tính cách văn phòng liên lạc thì không phải là vì cũng như là quý vị cũng biết khi sinh hoạt với nhau rồi thì cái vấn đề kêu bằng là cái chỗ tổ chức này kia nó cũng hơi khó khăn, nên tôi đã mạn phép đi về sang quê một cái sai, một cái phòng là cái sai ở CSP Kia Lạc Man. Khoảng chừng từ 80 tới 100 chỗ, cái phòng lớn nhất của CSP Kia Lạc Man mà thôi. Vào ngày 21 tháng 4 buổi chiều từ 14 giờ cho tới 18 giờ. Ở đây tôi chỉ kêu gọi cái gì? Kêu gọi tất cả quý vị tới tham gia để mà đứng vào ủy ban tổ chức cho cái buổi hội luận đó và cũng như sẽ sẵn sàng làm những cái buổi hội luận kế tiếp. Từ hồi thế đệ nhị thế chiến tới bây giờ ở bên Pháp nhà họ có nhiều hội đoàn, thì họ có những sinh hoạt của họ, thì trong đó có những người UVE cũng có tham gia và cũng có tham dự trong những hội đoàn đó. Nhưng mà hồi xưa tới bây giờ đó thì họ sinh hoạt với tính cách kêu bằng là nội bộ như vậy thôi. Từ ngày mà UVE thành hình thì bắt đầu có cái tạm gọi là có đem lại những cái ý thức, những khái niệm về cái vấn đề Việt Nam, vấn đề dân chủ. Vì vậy cho nên họ mới nhờ tôi
để mà làm sao kiếm được cho họ một cái lá cờ vàng, ba sọc đỏ để họ đem theo và trình bày với tất cả các anh chị em trong những trường hợp đó. Thì tôi xin mời chị Celine tới đây mà tôi rất hân hạnh trao cho chị cái lá cờ vàng linh thiêng của chúng tôi. Bốn mươi là đó rồi đó hả? Xin chị Tường lấy một bước lấy một lá thăm chị Tường. Lấy thăm đi. Còn 72. Cái số này là bây giờ chị Hào, xin mời chị Hào. Đã về sáu lên, chị sáu lên này, chúng tôi bắt là đúng của ông rồi là đó. Rồi, số 160. Cháu nhỏ, không có lá, lá còn.